giả luôn ghi nhớ mình đó chính là không ngừng thay đổi và luôn bứt phá. Sóng 20, sống bứt phá. Tôi là Hương Giang, hãy đón xem Hương Giang trên chương trình Sóng 20 nhé. Sóng 20, tối nay. Sống 20 bùng nổ bảng xếp hạng đẳng cấp thần tượng tạo sóng bứt phá mọi giới hạn không thể bỏ lỡ Sống 20 19:15 tối nay trên kênh V Channel HTV2 V Giải trí V Drama và ứng dụng V On.